Mặc dù đã giành chiến thắng 5-1 trước Indonesia trong trận ra quân, đội tuyển Iraq vẫn tồn tại những vấn đề khiến truyền thông Tây Á phải lưu tâm. Đội tuyển Iraq đã khởi đầu vòng loại thứ hai World Cup 2026 bằng chiến thắng đậm đà 5-1 trước Indonesia. Các chân sút của đội bóng Tây Á có một ngày làm việc hiệu quả khi tận dụng rất tốt những cơ hội ăn bàn. Tuy nhiên, màn trình diễn của đội tuyển Iraq vẫn chưa thực sự hoàn hảo với bàn thua ở cuối hiệp 1. Trang báo tiếng Ả Rập Safak dẫn lời nhận xét của cựu danh thủ Iraq Razak Fahan. Chiến thắng 5-1 của đội tuyển Iraq trước Indonesia là một kết quả tuyệt vời và hoàn toàn xứng đáng. Không chỉ làm hài lòng người hâm mộ Iraq, trận thắng này còn giúp đội tuyển có được hiệu số bàn thắng bại rất tốt. Tuy nhiên, những điểm còn thiếu sót nơi hàng phòng ngự cần phải được phân tích và tìm hướng giải quyết. Bởi càng vào sâu trong vòng loại World Cup, thử thách dành cho đội tuyển Iraq sẽ càng khắc nghiệt hơn. Điều quan trọng là toàn đội phải khắc phục được những điểm yếu để qua mỗi trận đấu sẽ càng hoàn thiện hơn. Đó là nhiệm vụ rất quan trọng dành cho ban huấn luyện. Tất cả người hâm mộ Iraq đều hy vọng đội tuyển sẽ giành vé tham dự World Cup và trở lại là một trong những ứng viên cho chức vô địch Asian Cup. Đội tuyển Iraq đang gặp nhiều thuận lợi vào thời điểm này khi có sự hỗ trợ tối đa từ liên đoàn, lực lượng bao gồm nhiều cầu thủ chất lượng và ban huấn luyện giàu kinh nghiệm. Cùng chung quan điểm với Razak Fahan, huấn luyện viên người Iraq Baha Kazem cũng cho rằng đội tuyển Iraq lúc này đang vận hành tốt hàng tiền vệ và tiền đạo nhưng vẫn còn sai số ở hàng thủ. Ông Baha Kazem dành lời khen cho đội tuyển Việt Nam: "Lời khuyên của tôi dành cho đội tuyển Iraq lúc này là hãy nhanh chóng quên đi trận thắng Indonesia và dồn sự tập trung cho cuộc đọ sức gặp Việt Nam." Theo đánh giá của cá nhân tôi, đội tuyển Việt Nam là đối thủ cạnh tranh đáng gờm nhất của tuyển Iraq trong bảng đấu này. Trận đấu sắp tới sẽ càng khó khăn hơn khi tuyển Iraq phải thi đấu trên sân khách. Dù sao, tôi vẫn đặt niềm tin vào đội tuyển Iraq. Chúng ta đang sở hữu cả ban huấn luyện lẫn đội hình chất lượng để hướng tới hai mục tiêu vòng loại World Cup và Asian Cup. Cũng theo truyền thông Tây Á, tiền vệ ngôi sao Amjad Ertuğrul không có mặt trong chuyến bay sang Việt Nam. Chấn thương của anh đã gần bình phục, nhưng huấn luyện viên Jesus quyết định không mạo hiểm với cậu học trò. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho phép Amjad Ertuğrul ở lại Iraq để chữa trị dứt điểm chấn thương. Lần gần nhất làm khách tại Mỹ Đình, đội tuyển Iraq đã chỉ có thể ra về với một điểm đầy may mắn sau quả penalty ở phút cuối. Trở lại lần này, đội bóng Tây Á tỏ ra tự tin vào một chiến thắng. Liệu rằng đội tuyển Iraq sẽ hoàn thành được mục tiêu hay phải nếm mùi đau khổ trước thầy trò ông Chu Xia? Câu trả lời sẽ có trong cuộc so tài tại Mỹ Đình vào lúc 19 giờ ngày 21 tháng 11.